Tại sao anh lại làm vậy? Tính ra tao không định nói đâu, nhưng thì nay tao nói luôn. Nếu tao mà có người yêu như mày á, tao nói thiệt là tao bỏ nó lâu rồi. Thôi mày, tao không muốn làm lớn chuyện. Chị nói mày là sao? Chị vừa phải thôi. Lúc nào chị cũng bày đủ trò để hại tôi. Bộ chị ghét tôi lắm hả? Mày làm sao thì tao mới ghét mày chứ. Bộ tao làm gì sai? Mày sai ở chỗ là mày là người yêu của anh Thi. Chị vừa phải thôi. Em đi ghi, đây là bạn thân 2 năm của anh. Anh cấm em lớn tiếng. Mày im đi đi à. Sao anh lại nói vậy với em? Chị quá đáng lắm mắm à. Em đừng có cái thái độ đó. Con người cũng có giới thiệu mà. Ý, em lộn giới hạn mà. Đừng làm trò hề ở đây. Ok, chi ti nó đi. Còn có tao mà. Đừng, em nghĩ em sẽ không nói ra đâu. Cô đừng hồng mà mơ mắm à. Đúng rồi đấy, tôi muốn chia tay cô. Tôi không muốn tình bạn 2 năm của tôi tan vỡ. Anh đừng bỏ em sẽ tập chơi game mà. Anh đừng bỏ em được không? Tôi không muốn có một người yêu không cùng đam mê với tôi. Em làm được mà. Anh đừng bỏ em lại mà. Anh không thể thấy một con quay trong game vậy được, đúng không anh? Mày nói ai là con đó? Con ranh thê thảm. Cô xưng ai là con đó? Chia tay vậy cho nhanh. Em năn nỉ anh mà. Anh đừng bỏ em. Vì anh, em nguyện làm tất cả. Tao đang nghe chuyện cười hả Huy? Không nói nhiều. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em đã vì anh mà tập tành đủ thứ. Anh là một con nhỏ quen qua game mà bỏ em. Em có thể ủng hộ đam mê của anh mà.